người ta học cách quay. Gì? Gọi trước cân chiên với lại là tôm sốt thái và trang sashimi à? Ừ, tôm sashimi trời trang trần gì món đó hôm trước kêu dĩa ra gọi quốc tám thần kêu cá hồi, cá hồi gọi sau thì cá hồi không có gì trước tới rồi gọi cá hồi đi. Đi ăn hủ tiếu trước đi rồi tới. Làm gì bé? Yeah. Nhà mang bộ đồ gì mà kia đồ bịch nè nhìn bộ đồ giống em má của chị đang á tối đem lần lần cho chị coi. Ừ tối nay tôi xỉu, tôi xỉu, tôi xỉu nè, để tối nay tôi chụp tám tấm hình cho. Mặc thử chưa? Chưa mặc, ý là chị mang quần khác á. À trời ơi. Ý là áo á thì chị mang, nhưng mà chị mang quần quần bó, quần ống tiếp á. À đúng rồi. Ừ. Nếu mang quần ống tiếp chị mang giày cao đi. Thì mang cúc bình thường thôi. Ừ, mang cúc cao đi mà em ăn tóc chị đi cắt tóc mà làm biến. Hay là cả 6 giờ mà chị xong chị chở chị rủ em qua chỗ bà cốt cái gọi đà làm tóc luôn. Đà làm tóc hả? Ờ đúng được. Em có định làm tóc gì không? Em thì em định chắc em kẹp cúp bay mái về bay thôi. Em uống tóc lại bị tà. Uống phải biết uống cơ. Em uống tóc uống một chi nữa. Uống tóc sẵn không hợp với bộ đồ. À, mặc vào đâu nó đây là đẹp luôn. Nhức mắt. Đẹp chứ sợ. Ê, cái nhậu khan, chơi khan mà đang có thằng chơi được bắt đầu đập đập. Mẹ chứ sợ. À, ok. Nhưng mà tại vì là áo mình mặc đồ trắng cho nên là mình cũng diện được. Cái mấy bữa mà đi bên quán kia thì tiện quá đi. Ủa về. Cái quán kia cái ánh sáng không đẹp gì, nó mặc đồ nó cũng không cho bạn được đẹp. Chị cũng không biết là làm tóc kiểu chi. Em tóc cái nó cột tóc được không em? Cột chị? Tóc cũng được. Ở tóc chị cột tóc hả? Tóc chị cột nhưng mà tóc chị cũng bị hơi ít. Không phải, chị mua cái tóc cột á. Ờ, cũng tóc cột được. Cho tóc dài á. Ấy sao cái bộ tóc ngắn đeo được không? Thôi má, còn đeo tóc ngắn được má. Em chưa có đủ dũng cảm đeo bộ tóc ngắn chứ. Đứa mà đợi cắt tóc ngắn. Hay là tối em cầm bộ tóc ngắn qua, bộ tóc đeo được rồi. À, qua xong. Nhưng mà cái đó thì phải học đồ trước hả? Học đồ trang điểm trước hả? À thì. Ờ, à, mẹ có đi. Thôi, chắc đấu. Chắc đấu. Thôi, sinh nhật thọ. Ờ, à, sinh nhật thọ bớt bớt làm nấu đi. Mệt chứ sợ. Mà có ai mua rồi cũng có hai chị em mình chứ có ai? Con gái đâu? À, đâu có ai đâu. Có mù chị. Mù
người cười. Nghe đang nghe. Chị đang ở đây. chị đang massage bên kia. Của ai đó? Bé Phương đó chị. Tối gửi cái này về nhà chị Giang đó chứ. Tối thì điện về nhà mình nó mất công như bữa trước nữa. Nhà mình nó về dỗ với em. Kêu mẹ đi. Nhà mình khoan. Nó là đứa. Ông khoa tay thì thèm qua nó hay là tôi chở ông qua nó cho ông chờ mở lại luôn thôi. Ông khoa tay mất ám mất đỡ đau cho chị. Đỡ rồi. Tôi nên chị định cho cô chị ở bên ngoại đó, nhưng mà ý là nếu mà hai đứa ở nhà em thích không hay là thôi. Sợ em hai đứa nhỏ Ken. Ở ý là hứa bằng Ken là qua rồi Ken trông chờ ngày đi rồi. Rồi cho nó khỏe em được. Cho qua đó rồi cho nó chơi đến ngày mai em đọc cũng được. Tối về nhà em ngủ mình. Ủa mà em chưa về luôn hả? Đi miết nữa đó. Đang ngồi rồi. Không việc đi làm. À, mà răng bữa nay trừ răng mà bị đánh rơi mất một nhịp xuống đời luôn chứ trời ơi chứ. Thôi nó là hai lúc thì làm hang này cái hồi cái đứng hình luôn đó trời. Cái chuyện qua xong lại lúc đùa quá chứ mặt đặt em. qua dặn đó. Đền rỗ em qua ngày miếng rảnh dễ sợ ngày miếng ế dã mang luôn. À, sáng ngồi cà phê tới 10:30 em về chứ. Thì ý là anh đi qua là chị mới về đó, chị về thì có hai ba khách tới giờ trừ luôn á. Thì trừ mới có khách lại nè, dù dễ sợ. Kêu đang ngồi đó. Không biết cắt tóc chi nữa chị. Tóc em giờ đang dài bằng nhau này, mình hơi dài luôn. Cắt lớp lên thì lại đứng thôi nên đi vào bút nào cắt mắt thì mấy giờ rồi thôi để đi xuống nhà ông bà chỉ được bỏ sau chị lo cắt thôi chị làm đâu em ai máy rồi qua bà cúc đi mà cúc làm phát đi xong chỉ đợi uống rồi gì đó phòng gọn rồi đang đến sao rồi bắt đầu trước rồi hai người đi chân thật đấy. Chém vào đường cùng. Được có một con gà. Con mày thì cái gà. Oh, yeah, God.